Chào các bạn đến với kênh Nguyễn Vlog người Long An, người Long An cuộc sống người Long An. Đây bữa cơm sáng của hai vợ chồng mình đây. À, canh chua cá chê ngon lắm các bạn. Với thịt kho các bạn. Đây canh chua cá chê mình chấm với muối ớt, còn vợ mình chấm với nước mắm ớt. Rồi mời các bạn ăn cơm cùng hai vợ chồng mình nhé các bạn. Rồi ăn thôi. Ăn coi. Đó, gì mới đã nè, chấm mưa hết sảy. Mời các bạn. Chua có cơm ngon hay vậy? Chua ngọt ngọt. Không quên. Cái gì vậy? Tiểu quên chấm cái thịt kho chấm muối ớt. Ăn cái mùi nó lạ lạ lắm á. Ngạc nhiên. Cái cây ngon quá vợ ngon quá vợ vợ chấm thử ăn ngon lắm á, mùi mùi gì nó là lạ lắm. Ăn cũng ăn một cách không hết à? Ừ. Cá kho mà ăn nhưng mà cá canh là mất ăn. Cá canh nấu ngon gì vậy? Ngon. Ngon nhà thì gì mà hấp dư. Tại vì để xa quá không chậm tới được, đi gần hấp. Mà em thấy ngon hơn mình thử á. Ừ. Ăn trà hơn. Ừ. Rất là ngon. Dễ ăn quá vậy. Cái gì? Thịt lắm. Nó kho bây giờ mấy người lớn tuổi ăn cũng vậy. Như ăn gọn gọn dễ ăn. Cái ngon.
chỉ là mới dù cái dao lục hơi bén thì giờ cắt chỗ này thì cũng mấy á, cũng được á, lục có cắt mỏng thôi, không biết có thể không biết giờ sắt sắt kia thì dao đâu còn bén thì lục, cả như cục bự sắt ra được hơi lù lục cũng cắt được nữa, phải không? Rất mặn rồi. Cơm lên ăn nóng vậy không, ăn xong rồi nhưng cho trong có cơm chưa không không chăm lắm. Em thấy sao nữa, đâu còn nhiều mà phải không? Nấu thì mình hâm lại á, dễ hơn, phải không? Không ăn mì. Gì? Cơm á. Bởi vì ăn chứ là nếu mà hâm, lúc hâm lại nó bị nhão. Mà cái này phải có canh mới được nha. Mất canh là ăn rất nhiều cổ quá. Xin chào bạn nhé, hẹn lại bạn những video tiếp theo. Cảm ơn bạn đã ghé thăm cùng với Vlog. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ nhé bạn. Chào các bạn. Thôi đi, chuẩn dọn luôn nha. Tôi cần phải lấy riêng đi. Cầm cái hạt anh bỏ lên cái cầm cái anh ấy lại. Bỏ lên cái tô canh này này. Ngon không anh? Ngon. Ngon chưa? Rồi. Ê,
thấy cái khăn mà. Dạ, thôi.